lâu lâu thì Quang Lê mới được ngồi cùng như vậy nói chuyện với khán giả thân mật. Quang Lê thích lắm, cảm giác rất là tuyệt vời. Cảm ơn những nụ cười, những tràng tay quá thân thiện của quý vị. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trường ho mà tin con vẫn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, sóng bánh trưng chờ trời xa, đỏ hay như đôi má. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mãi chắc nghèo không người giữa sân, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngây chưa mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới và ngày xuân đi quê xóm. Con biết không về chơi em châu, nhưng nếu con về bạn bè thương mơ, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em ấm, mẹ ơi con xuân này vắng. Buồn lắm, mái tranh nghèo không người xưa xa, khu vườn hiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới ba ngày xuân đi khoe xóm gì. Con biết không về để chờ em, nhưng nếu con về bạn bè thương mơ, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ xin mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này bằng bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ xin mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này bằng bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xin đợi ngày. Quang Lê xin cảm ơn quý vị rất nhiều.